đệm ngọc bàn ghế á. Thế, thế thì chỉ là vải thôi. Nó vải cái da đúng không? Vải đâu thì nó cắm ra nó thì kiểu bụi rất lâu phát nó sạch ấy. Da thì làm cái thuốc mà chứ cũng lâu rồi. Tại vì cái loại của nó phải mềm nhào thì mới dùng được da. Thấy chưa? Chứ còn cứng là vẫn phải là vải. Vải thì năm nào nó vẫn bụi đi. Một năm người ta cũng giặt tối thiểu lên một lần thì chắc chắc ba lần một lần. Mà hai lần. Thế nhà chú coi là tôi không là nhiều bụi lắm đâu nhỉ? Đứa con nó nghịch. Nghịch chứ, nghịch chứ. Nó ăn hôm nó rơi vãi như này. Rơi vãi thì cũng phải lăng giặt thì độ tháng 2 tháng 1 lần cũng là sạch thì sao? Thì đấy. Không vải mình vẫn nột ra được mà. Nếu mà anh làm ra xong này nó tô màu ấy vào nó là nó còn dễ giặt được gì. Thì có tiền thay đổi. Nhưng mà để ăn được cứng. Cứng thì phải vải thôi. Cái vải nhà em dùng biết bao năm thì cứng. Thế nhưng mà chắc là sang năm mới phải đổi thôi, tầm mai đang sắp cho bao năm phải à? Cũng nhanh nha, cũng là vải có vải đắt thật nhiều năm vải nhiều lắm thế rồi lại tựa lưng bộ nhiều quét đi. Bạn nương kia không biết sóc đâu.